Báo con và cuốn con kết bạn tại vườn thú San Diego, tin từ vườn thú San Diego. Một chú báo con hơn 3 tháng tuổi tên là Ruxa đã kết bạn với một chú cuốn con tên là Reyna tại vườn thú hoang dã dạ San Diego. Hai con vật nói trên hiện đang được chăm sóc cùng nhau để trở thành đại sứ thiện chí cho các loài động vật trong vườn thú. Ruxa đã được làm quen với Reyna sau khi bị báo mẹ bỏ rơi khi mới vừa sinh ra hiện nay thì cả hai con vật nhỏ đều đang phát triển rất tốt và vô cùng khỏe mạnh theo dự kiến thì cặp đôi kỳ lạ nói trên sẽ được chuyển tới ngôi nhà mới trong một thời gian ngắn sắp tới